Xin chào mọi người, đây là một video ngắn hướng dẫn sử dụng máy Olivo CB1000. Đầu tiên, sẽ lắp phần nắp máy sao cho phần G nổi trên nắp khớp với phần thiết kế tương ứng dưới tay cầm. Lúc này, mũi tên trên hai bộ phận sẽ thẳng hàng nhau, nghĩa là mình đã lắp đúng. Cắm nguồn điện và bảng hiển thị điện tử sẽ sáng các chức năng được cài đặt sẵn. CB1000 bao gồm các chức năng như sữa hạt cho các nguyên liệu nhanh chín 30 phút, cháo mịn 23 phút, sinh tấu 2 phút, sữa lạnh hay còn gọi là sữa không nấu 8 phút, sữa hạt 35 phút, cháo hạt 35 phút, làm sạch 2 phút, chế độ đun sôi hiển thị nhiệt độ và chức năng hẹn giờ với thời gian hẹn giờ tối đa lên tới 12 tiếng. Để lựa chọn chức năng mong muốn, nhấn biểu tượng menu tới chức năng mình mong muốn, khi đó đèn hiển thị sẽ sáng và tiếp tục nhấn chọn kiếm nguồn. Để sử dụng chức năng hẹn giờ, nhấn chọn chức năng muốn dùng, tiếp tục chọn hẹn giờ để điều chỉnh thời gian như ý và nhấn chọn kiếm nguồn. Lúc này, máy sẽ được đếm ngược thời gian tới khi bắt đầu chạy chu trình mong muốn. Trong quá trình máy chạy, muốn thêm nguyên liệu, chúng ta sẽ xoay nhẹ nắp, mở nắp thêm nguyên liệu và đóng nắp lại. Máy sẽ tiếp tục chạy chương trình đang chạy giờ. Lưu ý, thao tác này cần thực hiện nhanh chóng. Khi muốn hủy chương trình đang chạy, nhấn giữ vào nút nguồn, máy sẽ hủy chương trình. Vậy là mình vừa chia sẻ xong cách sử dụng chiếc máy CB1000. Hy vọng rằng video này sẽ hữu ích cho mọi người khi tiếp cận với một mã máy mới. Xin chào!